Xin được cảm ơn và kính chào quý vị đến với những tin tức thời sự vừa được cập nhật của báo Thanh Hóa. Sau đây là những thông tin chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi. Mới đây, người dùng mạng xã hội đăng tải hình ảnh một công nhân phun nước tưới cây dưới trời mưa tầm tã. Công nhân đội nón, dùng vòi từ bồn xe phun nước xối xả xuống các luống cây nằm giữa dải phân cách. Hình ảnh được chụp bên dưới tuyến đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông, khu vực đường Nguyễn Trãi, đoạn qua hầm Thanh Xuân hướng từ Hà Đông đi ngã tư Sở. Ngay khi hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội, nhiều người dùng tỏ ra khó hiểu bởi trong khi trời mưa tầm tã thì công nhân lại tưới cây, gây lãng phí tiền của và nhân lực. Số khác lại cho rằng khu vực này bị chắn bởi tuyến đường sắt trên cao nên việc tưới thêm nước cho cây cũng là điều dễ hiểu. Liên quan đến nội dung trên, một lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội cho biết đơn vị đã nắm bắt được thông tin, Sở đã giao cho lãnh đạo Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật thành phố Hà Nội cùng phòng cây xanh chiếu sáng để kiểm tra. Đồng thời, đơn vị đã lập tức chỉ đạo nhắc nhở toàn bộ công nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội chấn chỉnh tình trạng trên.